Người còn đang nói với họ như thế thì bỗng có một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé. Nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Chúng ta sẽ cùng với Chúa Giêsu và các tông đồ đi đến để thăm viếng những cảnh nghèo và những con người đang khát khao. Có thể nói rằng trong cuộc đời của chúng ta, nhất là ở bối cảnh Việt Nam, người ta bắt đầu phát sinh ra rất là nhiều nhu cầu. Mà những cái nhu cầu đó, nó là cái gì? Tức là những điều rất quan trọng, không thể thiếu được. Cụ thể hơn, đó là cái điều mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng vì một hoàn cảnh nào đó, có thể vì xã hội bất ổn định, có thể vì chiến tranh, có thể vì sự độc ác của lòng người, nó làm cho cái mà con người ta đúng ra phải có để mà sống sung mãn nó mất đi. Và cái đó khi không có thì con người ta sẽ sống một cách bất toàn về kể cả tinh thần lẫn thể lý, và bằng mọi giá phải nỗ lực để cho có cho được cái đó. Thì cái đó người ta gọi là nhu cầu. Tức là nhu cầu là cái không thể thiếu, và cái phải được đáp ứng bằng mọi cách. Câu chuyện lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó là nhu cầu sống. Nhu cầu sống. Ở đây ông bố là một người thủ lãnh của dân. Dù ông là thủ lãnh của dân nhưng mà đứng trước cái tình trạng con gái ông qua đời, thì cái chức vụ thủ lãnh của dân không giúp cho con gái ông sống lại. Ông có nhu cầu có một đứa con đó được sống bên cạnh mình, nhưng bây giờ nó chết. Cái nhu cầu đó là một nhu cầu có thật nơi ông. Như vậy chúng ta, khi một người thân của chúng ta qua đời cũng vậy, chúng ta muốn người đó sống, chúng ta có nhu cầu được gặp người đó, được nói chuyện với người đó, được cùng ăn với người đó, được cùng yêu thương người đó, nhưng người đó chết. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sống một mình như thế là đủ. Không, người ta có nhu cầu sống với nhau. Sống với nhau. Và khi đứng trước cái sự bế tắc, một nhu cầu chính đáng đó mà không có ai có thể giúp được, kể cả địa vị, thì cuối cùng ông ấy đã tìm đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã làm cho con gái ông trỗi dậy từ cõi chết, trao lại cho ông. Cái nhu cầu mà không ai đáp ứng được cho ông thì Thiên Chúa có thể đáp ứng được cho ông trong đấng cứu độ Giêsu Kitô. Câu chuyện Kinh Thánh còn kể cho chúng ta biết rằng có cả một người phụ nữ bị băng huyết 12 năm. Bà ấy có nhu cầu có được một cái sự sống khỏe mạnh, nhưng suốt 12 năm bệnh tật, bà ấy cũng đã được Chúa chữa lành khi cố gắng chạm vào áo của Chúa.
Như vậy cho chúng ta thấy rằng cái nhu cầu sống là một nhu cầu lớn. Nhu cầu sống của người thân yêu cũng là một nhu cầu lớn và chính đáng. Nhưng gần như những nhu cầu lớn và chính đáng chúng ta bị tước đi, chỉ có một mình Chúa mới ban lại cho chúng ta được. Và đây nó là câu chuyện khởi đầu của tuần lễ này. Và trong suốt tuần lễ này chúng ta sẽ cùng khám phá những nhu cầu, và qua đó chúng ta biết rằng chúng ta cần phải mở ra cho Thiên Chúa để Ngài có thể ban lại những cái mà chúng ta cần, gọi là nhu cầu mà đã bị cuộc sống này tước mất đi. Amen.